Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay thì con cũng theo sư bá là cũng lần đầu tiên con đến được để tham dự cái lễ hội tổ đình ở đây. Dạ. Thì con cũng đủ duyên đi để biết gặp được là huynh Nghĩa. Dạ. Dạ. Thì hôm nay sẵn dịp đây, con cũng có một câu hỏi để cho sư bá và huynh Nghĩa cũng như giải thích cho con và cho mọi người hiểu thêm về cái 13 hạnh đầu đà của sư thầy Thích Minh Tuệ đó huynh Nghĩa. Dạ. Dạ, dạ thì con nhờ sư bá và huynh Nghĩa cũng như giải thích cho con hiểu và cho mọi người cũng hiểu thêm về cái hạnh 12 hạnh đầu đà đó. Dạ. Dạ, Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Huynh Nghĩa chia sẻ trước đi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính trình Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh. Thì kính thưa cùng toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo đang xem qua trên màn ảnh nhỏ của các kênh YouTube thân mến của mình. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024, cũng là ngày trước thềm đại lễ để ngày mai thì đúng khoảng 8 giờ thì ở tại làng Hòa Hảo cũng sẽ long trọng tổ chức ngày chánh lễ Đức Thầy Khai Sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo lần thứ 85. Cho nên anh em thì từ các nơi đều trở về đây để chúng ta vui trong câu đoàn viên sum họp. Yeah. Con một nhà để tưởng nhớ giọng bái ân lành ngày mà Đức Thầy đã ban bố cái nguồn chân lý cho tất cả mọi người hiểu được Phật Pháp để tu tập. Yeah. Thì cũng không quên là cảm ơn sư bá cũng đã tặng cho em được một cái sâu chuỗi bằng mã não rất là đẹp thưa quý vị. Thì để tiện bề mà trao đổi hôm nay em xin đeo vào cũng giống như là một cái luật giới của con nhà xuất gia nghe quý vị. Thì thưa quý cô bác, để kết nối được cái thiện duyên cùng với lại anh Lâm. Kênh của em là Hồng Quê 84. Dạ, kết nối thiện duyên cùng anh Hồng Quê 84. Thì anh có hỏi qua về hạnh đầu đà để chúng ta hiểu biết thêm nữa tại sao mà có một cái vị sư đầu trần chân đất mà tu theo 13 hạnh đầu đà mà trở thành là một cái kỷ lục mà bây giờ cái quyển Wikipedia tức là quyển từ điển bách khoa toàn thư trực tuyến có trụ sở tại Hoa Kỳ người ta được liệt vào 13 cái kỷ lục mà chưa một cái người thường nào có thể làm được như một cái ông sư mà sống cái hạnh đơn giản. Yeah. Chỉ cái mặc một cái y phấn tảo đó là cái hạnh nguyện thứ nhất. Cái y phấn tảo trong kinh A Hàm về nói cái phẩm đầu đà đó thì cái y đó không phải là một cái loại giải mà nó quá là sang trọng hay hoặc là một cái loại giải mà nó mới. Yeah. Mà được là tín chúng người ta đến cúng dường anh. Yeah. Mà khi ông sư ổng chấp nhận để sống theo cái hạnh đầu đà đó. Yeah. Theo một vị sơ tổ mà đã lừng danh trong Phật giáo đó là Mahakajip. Yeah. Thì cái giải đó đó anh ơi phải nhặt ở một cái nơi nghĩa địa, được bỏ ở nơi nghĩa địa, tức là cái giải mà người ta đã quấn làm cái lễ táng cho cái người chết á. Thì sau khi mà kênh mà nó ăn cái thay đó rồi đó, nó còn lại cái tấm giải đó đó thì người ta phải đem về giặt. Thì các sư phải giặt cho nó sạch sẽ lại thì bắt đầu mới mai được cái y của mình. Y thì nó gồm có y thượng và y hạ. Tức là y thượng thì cái khổ của nó khoảng 2 mét rưỡi hay hoặc là 3 mét. Còn cái y hạ ở dưới thì cái khổ của nó khoảng là 1 mét rưỡi gì đó huynh. Thì cái y thượng nó là khoác ở trên toàn thân huynh ba. Còn cái y hạ thì chỉ khoác lại cũng giống như dấn ngang một cái chiếc xà rông vậy thôi. Cái từ ở cái rốn mình đi xuống gọi là y hạ. Hai nữa đó, cái thứ giải đó đó thì người ta có thể là nhặt ở một cái thùng rác nào đó hay hoặc là ở bên một vệ đường nào đó ta bỏ thì ta kết lại ta mặc. Mặc cái đó để làm gì? Cái tác dụng của cái y phấn tảo đó để làm cho con người đó người ta bớt đi cái sự ham muốn. Hai nữa là bớt đi cái sự đua đòi. Ba nữa đó là bớt đi cái trang sức lè lè. Tức là cái hình tướng, hình thức ở bên ngoài á. Nó cũng dễ làm cho tâm thức của người ta đó nó phải chạy theo cái trần cảnh. Cho nên bây giờ khoác lên cái y đó rồi đó thì người ta sẽ có được một cái hạnh giới. Hạnh giới đó là bớt đi cái sự ham muốn. Không chạy theo âm thanh sắc tướng, trở về với vô vi chân truyền của Đức Phật. Chỉ trao trĩa nơi cái tâm thức của mình thôi, căn bản là ở cái chỗ tu tâm. Cái thứ hai nữa đó anh, thì người ta lại khoác, người ta lại có một cái bát
cái bát đó đó thì người ta chỉ đi hành khất ở trong một ngày, nhưng mà làm sao đó là người ta chỉ dụng cái thức ăn đủ trong cái một ngày đó mà không phải để dành qua ngày hôm sau. Rồi ăn thì phải ăn đúng ngọ chứ không có ăn mà quá ngọ. Yeah. Nếu ăn quá ngọ người ta gọi là ăn phi thời. Yeah. Thì cái đó là phạm vào trong cái giờ âm thì người ta rất là kỵ đối với cái bậc xuất gia. Cho nên qua đó đó thì mình biết là tam y một bát. Yeah. Nó là một cái điều lợi. Yeah. Đó, mà cái người hạnh tu đầu đà đó là phải thực hiện cho bằng được. Yeah. Cái thứ ba nữa đó anh là cái cách ngủ. Ngủ thì không có phải giống như tăng đoàn là phải ngủ trong trăng êm nệm ấm, hay hoặc là ngủ ở một cái nơi tịnh liêu nào đó đó che nắng che mưa. Mà tất cả những vị tu đầu đà này đó phải chọn cho mình có một cái nơi ngủ, mà nơi ngủ đó để nó diệt đi cái tự ngã của mình. Yeah. Một khi con người có cái ngã ái này, cái chấp thân mình là thiệt, rồi mình mãi thương thân o bế sửa sang rồi mài cạo gọt cưng nó, dưỡng nó, tích trữ cơm tiền cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tìm thanh sắc cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở, thì cái thân này nó sẽ là nguyên nhân làm trở ngại trên cái bước đường tu tập. Yeah. Cho nên các vị đó đó họ không có liếng ái cái thân này nữa, biết rằng cái thân của mình nó vô tứ đại hiệp thành, bốn chất đất nước gió lửa làm nên, sớm muộn gì nó cũng phải trả về cho tứ đại. Cho nên đó, người ta phải làm sao dẹp đi cái ngã ái bằng cách là người ta không có ngủ trong chăn êm nệm ấm, không có thương nó nữa đó, mà người ta phải ra cái gốc cây nghĩa địa nhà quan, chỗ nào hễ không có mưa nắng thì ngủ qua đêm là sẽ ngủ được. Từ đó mà cái lòng ngã ái, tức là chấp thân này là thiệt thân, tức là ngã tàn chấp ái trong cái thứ tám của mình nó tồn tại cái ta đó anh, thì chính cái đó là khó bỏ nhất. Ai sanh ra trên đời này đó, anh hồn quê anh thấy không, cũng ta không à, hễ mở miệng ra là tôi là trên hết, tôi là số một chứ không ai hơn tôi. Thì đó đó, nhà sư cần phải tìm diệt cái chỗ ngã đó đó mới tu tập được. Cũng giống như Đức Thầy nói, cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, ráng sức thi hành sẽ có Thầy ủng hộ. Yeah. Chứ nếu mà mình không có biết cái cách mà mình diệt được cái tự ngã đó thì con người ta cũng sẽ dễ sao? Dễ bị nửa đường gãy gánh, hay hoặc là dễ bị thị dục nó cám dỗ rồi tô điểm cho cái bản ngã thì con người ta không tu được. Yeah. Đó thì chính như cái điều đó là cái điều mà hạnh đầu đà phải thực hiện là ngủ ở ngoài gốc cây. Yeah. Ngủ ngoài nghĩa địa, ngủ ở yeah. ngoài nhà quan. Yeah. Đó. Rồi thêm một cái nữa đó là về cái cách mà không nằm giường cao. À, không nằm giường cao nha huynh, không ngủ giường nha. Đó, mà người ta chỉ có một cách là ngồi khổ hạnh á, bớt đi cái sự mà nằm để rồi chi, để nằm dưỡng thân cho mình mà nó tăng thêm được những cái lòng ham muốn á. Yeah. Thì bây giờ đó người ta lại ngồi trong cái thiền định. Yeah. Người ta ngủ trong cái thiền định, thiền định đặt lập thể trí tuệ, đặt lập mạng linh hồn nhập liên qua siêu sinh vào cõi niết bàn như vậy đó. Yeah. Đó. Rồi cái thứ ba nữa đó là không bao giờ người ta xài tiền. Yeah. Đối với bậc tu hành bây giờ đó thì anh thấy đó, đối với điều kiện vật chất trong cái thế gian này đó, có đôi khi người ta nói đó là phương tiện để giúp cho cái người tu đó đủ cái vật chất hay hoặc là đủ cái điều kiện để mà tu tập. Nhưng đối với một bậc mà chân tu giải thoát đó thì người ta nghĩ rằng tiền chính là cái trở ngại lớn nhất trong đời tu của người ta. Hễ còn tiền thì người ta sẽ còn trông cậy ngoài thân của người ta một cái điều gì đó, mà chính từ cái đó đó nó làm cho cái sự mà ham muốn nó trỗi dậy. Đó, cho nên do đó đó, đối với cái bậc mà tu hạnh đầu đà thì không bao giờ xài tiền, kể cả điện thoại, kể cả xe cộ vật chất cũng không xài. Và đặc biệt đi là phải đi bộ. À, đi bộ mà phải đi trong chánh niệm. Yeah. Nó có cái dáng của cái người đi nữa huynh. À, thí dụ chân trước bước sau thì chân sau phải nói gót y vậy, nó có một cái hạnh đức để người đi trong cái quy nghi đó. Cho nên bây giờ thì có những cái vị sư mà người ta chế ra, người ta đi thì nó cũng không có phải là cái khuôn khổ phải chân trước chân sau mà nó hơi giống nhau như vậy, nhưng mà chỉ bước lơi lơi lơi. À, lúc nào cái tâm của người ta đó cũng phải giữ gìn cái sự an tĩnh. Tại sao mà các vị phải đi chân không? Là trong hạnh đầu đà đi chân không nó để làm gì? À, qua cái sự mà trình bày của sư Minh Tuệ mình mới thấy được nó có một cái tác dụng, nó có cái công năng của cái bước chân mà khi va chạm xuống cái mặt đường. Ừ. Nó va chạm xuống mặt đường thì lúc nào nó cũng có cái cảm giác đó, làm cho cái thân của con người đó nó có cái cảm giác đau. Thì chính cái đau đó đó mà cái tâm trí của con người luôn á là phải giữ gìn cái bước đi mình, nó tránh những cái vật nhọn ở phía trước, những vật sắc bén đó. Để làm chi?
để cái tâm nó không có chạy rong, nó không có suy nghĩ về chuyện này chuyện nọ. Yeah. Không có nhớ nghĩ chuyện hôm qua, không có nhớ nghĩ chuyện sẽ xảy đến ngày mai. Yeah. Đó mà luôn nhớ hiện tại này, phải canh chừng, đừng cho đạp lên sỏi nhọn, đừng cho đạp lên gai. Đó mà cứ y vậy đó, đi trong chánh niệm A Di Đà Phật. Đó, thì đó là cái hạnh đầu đà để đi bước chân không. Yeah. Và không xài tiền. Yeah. Không nằm giường cao. Đó thì đó là những cái hạnh mà thông qua đó là ăn thì phải là ăn ngọ. Ăn không ăn phi thời. Yeah. Ha, đó. À, mặc y phấn tảo nè. À, không xài tiền bạc nè. Ăn ngày một buổi nè. Đó, rồi ngủ ngoài nghĩa địa nè, nhà quan nè, gốc cây nè. Đó. Thì đó là những cái mà hạnh mà đầu đà như anh đã hỏi đó, trong cái phẩm mà A Hàm em được kể ra cho huynh hiểu á. Thì như vậy nó sẽ giúp cho con người nó có được cái sự mà tri túc thường lạc, tức là biết đủ trong cái cuộc sống của mình. Hai nữa đó, nhờ cái hạnh đầu đà đó, sống khắc khổ như vậy đó, mà người ta đó không còn chạy theo cái sự tham dục ở bên ngoài. Không có cái sự mà ham muốn bởi danh lợi ái tình quy quyền phú quý nó cám dỗ. Đó. Với ba nữa đó là cái giới đức của con người ta luôn lúc nào đó cũng giữ gìn trong cái tứ quy nghi đi đứng nằm ngồi. Đó. Từ đó mà thành tựu được cái giới đức cho nó đầy đủ. Rồi đó lại giúp cho người ta có sự định, thành tựu được cái sức định của mình. Cái sức định tĩnh trong mỗi con người nó là quan trọng. Hễ có định đó, thì nó mới sanh huệ. Mà con người đạt đến cái chỗ trí huệ đó, thì đó chính là cái cơ nghiệp của nhà Phật. Duy tệ thị nghiệp, lấy trí huệ làm sự nghiệp. Có trí huệ con người mới diệt được tất cả những cái vô minh phiền toái. Nó sống trong cái sự sáng suốt đó, tinh minh đó. Nó diệt trừ tất cả những cái sự tối tâm mê muội đeo đắm theo lợi danh tài sắc ở trên thế gian. Cho nên mới có được thực hiện cái hạnh đầu đà đó. Yeah. Mà sư Minh Tuệ là một cái người minh chứng, Ngài đã thực hiện và Ngài trở nên một cái người mà siêu nhiên. Yeah. Được xác lập qua những cái kỷ lục. Yeah. À, kỷ lục đó thì bây giờ đó, cái quyển tự điển là uy tín nhất thế giới này, nó cũng đã ghi tên ông. Yeah. Và đặc biệt nữa đó thì nó lại là chọn lọc ra là cái người truyền cảm hứng là nhiều nhất ở thế kỷ thứ 21. Yeah. Đó. Cho nên qua cái hạnh đầu đà thì cái công năng của nó là như vậy đó. Mà cái người nào mà muốn tu đạt cái kết quả dốc trong một đời mà mình thấy nó vỏn vẹn chỉ có bao nhiêu? 6 năm thôi mà nó lại có một cái hiệu ứng đám đông. Mà bây giờ đó thì cả thế giới người ta đều biết được một sư Minh Tuệ. Và chính cái hạnh lành của sư Minh Tuệ qua đầu đà đó nó đã trở thành giúp cho tất cả bà con cô bác bây giờ đó, kể cả là về văn hóa kinh tế ha, rồi về những cái du lịch giải trí. Yeah. Đều có cái thương hiệu của sư Minh Tuệ để giúp cho cuộc sống bà con cô bác được nó an ổn hơn, ổn định hơn. Yeah. Nó phát triển hơn. Yeah. Đó thì mình mới thấy đó đó, chỉ có tu đơn giản cái hạnh đầu đà đó mà cái công năng diệu dụng của nó, cái ích lợi của nó thì thôi đem lại cái hạnh phúc cho con người không biết bao lớn mà nói ra anh ba. Yeah. Cho nên qua đó thì em chỉ trao đổi ngắn gọn. Thì anh ba có thể là nghiên cứu về cái hạnh đầu đà sau khi những ngày ở non núi anh tu tập đó, thì anh trao đổi thêm cho anh hồn quê 84 cũng được biết ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp thu theo mà bổ sung thêm thì mình chỉ nói ngắn gọn một chút xíu thôi. Dạ. Là đặc biệt ngày sư Minh Tuệ là diệt cái bản ngã. Dạ. Mà ngài xưng toàn là con không à. Tất cả mọi người ai ngài cũng xưng con hết, thì cái bản ngã nó không có nữa. Mà cái chữ con đó rồi là tự nhiên sư Minh Tuệ mà xưng bằng con, cái người nào muốn rung á. Yeah. Người nào muốn rung á thì thành ra mà ông nào có bản ngã cao, người nào có bản ngã cao đang trên đài cao mà nghe ổng xưng cái con á, rồi cái rung tự nhiên. Yeah. Phải học theo sư Minh Tuệ. Cô trả về con đi, nó nhẹ nhàng hơn. Yeah. Chỗ đó là một. Cái thứ hai thì bây giờ là cái y phấn tảo. Thì bây giờ thôi giờ Quỳnh Nghĩa giải thích dùm cho chữ y phấn tảo là gì để cho bà con người ta biết luôn ta. Em có giới thiệu rồi đó. Ừ. Y phấn tảo là những cái tấm vải mà nó được bỏ ở ngoài nghĩa địa. Dạ, dạ. Bỏ ở bên vệ đường, bỏ dạ. ở ngoài thùng rác. Dạ. Mà nó có cái
nó có cái điều là nó tấm vải đó nó gần bị phân hủy như là hư đi. Nó bị móc moi meo đó Vinh. Rồi cái người tu đó, cái người mà thọ nhận hạnh đầu đà đó, người ta mới thấy ta tái chế từ cái mảnh vải mà muốn hư đó trở thành là một cái chiếc y đắp cho ấm thân. Để rồi người ta có điều kiện là tương thích với lại điều kiện thời tiết để người ta hay ngồi ta hành đạo qua đêm, hay hoặc là ngồi trong cái lúc mà thiền định đó Huynh, gọi là cái y phấn tảo á. Cái đó nghĩa là không nợ thế gian. Dạ. Y phấn tảo này không nợ thế gian. Dạ. Bây giờ xin ơn. Nó không thọ nhận của xin ai. Xin ơn cơm cũng còn nhớ cái ông cho cơm. Dạ. Còn cái giải này không ai cho ở ngoài nghĩa địa. Mà ở bên Ấn Độ thì cái xác chết á. Dạ. Thì tới chừng đưa ra rồi bắt đầu chim đồ nó ăn hết thịt rồi đó. Dạ. Còn xương rồi còn cái áo không á, có giải nó không đó, mới lượm về để mặc là không có, coi như là không có nợ thế gian là một. Cái thứ hai nữa là nghĩa địa, trở về nghĩa địa. Dạ. Cái nghĩa địa, trở về nghĩa địa là ông mặc cái áo này, ông nhặt từ nghĩa địa và ông ngủ, ông cũng vô nghĩa địa, ông ngủ. Dạ. Và cái đó nếu mà nói về cái linh thiêng mầu nhiệm á, ngài đạt được cái huệ cao, ngài có thể độ được. Dạ. Ngài mặc cái áo này có độ cái hồn của cái người mất. Dạ. Và mặc cái áo này ngài độ được những người trong nghĩa địa. Dạ. Những người mà chết oan chết ức rồi trong nghĩa địa đó, thấy không, lạnh lẽo rồi kia nọ, thì cái đó là cái đặc biệt là ngài độ, mà độ sanh, độ tử, độ an luôn. Dạ. Độ được ba cái đó. Cái ngài xương bằng con thì hình như bây giờ khỏi nói nữa cũng biết rồi. Dạ. Mà ngài xương bằng con tự nhiên mình rung. Mà con đó là gì, con chung một cha ở chung một nhà, mà con của Phật chứ chưa. Dạ. Con của Phật chứ không phải mà kêu xương con của mình đó. À, mình là cha, mình là ông bà là không được nha. Dạ. Hãy nói rõ là ông xưng bằng con nghĩa là ông đã hạ thấp mình xuống, mà ông là con chung một cha ở chung một nhà, mà con là con của Phật. Dạ. À, cái này chỗ này con đó là trở về với cái tự tánh của Phật. Dạ. Diệt đi cái giả ngã để có cái tự ngã đó. Dạ. Dạ. Cái chân ngã, chân thường, chân lạc, chân ngã đó là bốn đức biết bàn. Dạ. Dạ, mô Phật. Rồi, thì, thưa Huynh, qua à, qua những cái phút mà anh em cũng tâm tình về hạnh đầu đà, mà một vị sư Việt Nam cũng đã cố gắng tu tập và chỉ có 6 năm mà trở thành một cái người mà đã vang danh thế giới, một người con của Phật đã sống đúng theo cái chân lý qua hạnh đầu đà đó, rồi để làm một cái tấm gương sáng mà phản chiếu lại tất cả những đúng sai phải trái đó, những ai là người đi theo chân lý, những ai là người đi sai với cái chân lý, thì nhìn qua cái gương hạnh của ngài nó đều phản chiếu rõ ràng hết đó. Cho nên qua đây mình mới thấy được đó là công năng của hạnh đầu đà đó, nó sẽ giúp cho tất cả mọi người đó thấu rõ được, thẩm thấu được cái chân lý, thấy rõ được cái chánh pháp, thấy rõ được cái giới hạnh của một cái người tu. Mà hễ ai mà năng nổ nỗ lực để cố gắng trau dồi được đó, thì trở thành là một cái người mà cảm được mọi người, người ta quý kính, người ta đều đem lại cái sự cảm hóa, có thể là người ta lại tạ để kết nối được cái duyên lành đó. Rồi có người thì người ta lại là muốn trải nghiệm và người ta đi theo để thể hiện qua cái hạnh đầu đà đó. Để kết nối được cái duyên lành cùng với Phật Pháp mà qua cái chân lý sâu xa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền thừa. 2568 năm tại Việt Nam có một vị sư đầu trần chân đất đã ghi xác định được 13 cái kỷ luật vượt hơn người. Một là đi bộ suốt cái chiều dài từ Bắc chí Nam 4 lần chưa ai đi được. Cái thứ hai, lên cái mạng thông tin truyền thông tra vào Google 0,5 giây đã có 90 triệu người truy tìm. Chỉ có 7 ngày thôi mà trở thành là một người nổi tiếng hơn là những người nổi tiếng từ xưa đến bây giờ. Chỉ 26 ngày thôi thì cái danh của ngài đó đã được mọi người khắp nơi, người ta đã lấy cái cảm hứng đó, đó để giúp cho hội họa, giải trí, cho điêu khắc, cho thi thơ, đó cho những cái bài hát, cho những cái nhà điêu khắc đắp tượng rồi đó Huynh. Yeah. Nó đã trỗi dậy trong cái làng nghề đó để có cuộc sống kinh tế rất là ổn định. Yeah. Và đặc biệt nữa đó thì một người đi xin duy nhất ở Việt Nam chỉ xin cơm chay mà không nhận tiền của ai. Yeah.
từ trước tới giờ chỉ thấy là một người đó thôi, cái kỷ lục ông đã ghi vào trong cái quyển từ điển đó. Và đặc biệt nữa Huynh, cái người mà ngủ ở nghĩa địa nhà quan, ngủ ở ngoài gốc cây là người mũi cắn nhiều nhất Việt Nam. Như vậy là thầy Thích Minh Tuệ đúng một chân tu ha? Dạ, một chân sư mới có được quần chúng mà ta khả ái đến như vậy đó Huynh. Chứ nếu mà em nghĩ đó, mình mà tu á anh, cũng giống như bao nhiêu vị cao tăng thật đức, anh thấy là người ta có cái đạo lực là từ 4 năm, 60 năm không đó. Nhưng tại sao mà không có sự thương mến mà như sư Minh Tuệ chỉ có 6 năm thôi. Mà lại làm cho bà con có một cái sự cảm kích mà từ Bắc chí Nam, mà từ bên kia nửa dòng trái đất cũng phải mai máy bay mà về đây để làm sao kết nối được cái duyên lành, hay hoặc là hỏi ngài một câu, hay hoặc chúc ngài một câu, hay hoặc là lại ngài một lại. Họ chỉ cần gặp ngài để đảnh lễ đó. Thôi. Cho nên nó thông qua cái chỗ đó đó, em mới đọc trong cái kinh Pháp Cú của Đức Phật á, trong cái phẩm hỷ ái, mà cái phẩm mà chứng đắc á, thì mình mới biết được tại sao mà quần chúng lại kính ái ổng nhiều như vậy. Thì ổng diệt được hết tất cả những cái ngã ái đó rồi, cho nên anh thấy là không màng tới gia tài sự sản, chỉ xin cha mẹ hai chữ xuất gia và cố gắng đi tìm một cái hang núi ở trên núi Sạn đó để 6 năm thiền định, quên cả cái ngủ của thế gian để chỉ có ngủ trong thiền định thôi. Đó, cho nên nó chính vì cái sự dốc lòng nỗ lực đó mà ngài có cái thành tựu niềm tin như hôm nay. Cho nên đó, Đức Phật mới nói như thế này nè: đủ giới đức chánh kiến, chú pháp chúng chân lý, tự làm việc của mình được quần chúng kính ái. Thêm một cái khổ kinh nữa đó, Đức Phật mới nói như thế này nè: ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả đó, tâm thoát ly ác dục. Thì tâm thoát ly ác dục là xứng gọi bậc thượng lưu. Đó, thì ngày bây giờ đó người ta có thể gọi là A-la-hán. Anh ba anh để anh nói bây giờ mà sư Minh Tuệ mà ông vô tới tôi đó, tôi cũng lại tôi kêu bằng thật sống. Em cũng nghĩ đó là một cái người không phải tầm thường, mà mình tặng cho ông một cái danh hiệu là Phật sống hay hoặc một vị A-la-hán hẳn là gì? Là cái hạnh lành của ông tu mà không một người thường nào hay hoặc một vị chân tu nào có thể thực hiện được như ông. Dạ đúng rồi. Và mình thấy được cái gương của tất cả những cái bậc A-la-hán mà em nghe trong kinh nói đó. Chỉ cần là mình mà thọ nhận y cái giới hạnh đầu đà thôi là mình đã đi vào dòng thánh mình sống rồi. Đó, cho nên đối với lại giáo lý của Đức Thầy làm cái thước đo thì mình mới thấy sư Minh Tuệ đã có một cái thành công bước đầu rất là rực rỡ như thế này. Huynh, ngài nói, Đức Thầy nói là ngài nói cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bực hiền. Vậy thì ngài thấy, anh thấy coi ngài có, ngài có nhiễm đời không? Ngài có nhiễm trần không? Cư trần bất nhiễm à? Ngài đâu có còn xe cộ tàu bè đất cát gia tài sự sản gì nữa đâu. Dọn dẹn trong cái túi hành trang của ngài là cái gì? Một cây viết, mấy miếng giấy lịch nát nát vậy thôi. Rồi mấy cái kim khâu chỉ, và đặc biệt có cái cán dù. Coi mà mình xúc động vô cùng, thì đó, cái tài sản của ngài vô giá là như thế đó. Thì mình mới thấy được còn gì đâu nữa mà cho ngài là nhiễm đời đâu. Cho nên mình mới nói là cư trần bất nhiễm là người thánh, thì không thánh ai là thánh. Một con người mà sống không có đua theo danh lợi thế gian, không có đắm trần nhiễm trượt thì không phải thánh, ai là thánh. Phải không? Cho nên mình khiêm tốn thì mình không có dám là đề cao ngài quá, chứ thực chất ở trong thâm tâm mình mới thấy ngài là một người chứng đắc. Cho nên qua đây thì nhân cái ngày đại lễ mà em và anh ba gặp nhau rồi đó, mới lại kết duyên lành với Huynh, là nói lên tất cả bằng cái tấm chân tình của mình qua những cái lúc mà tụi em có cái sự nghiên cứu trong cái phương pháp tu học á. Thì mới nói tâm tình cùng với tất cả chư quý đồng đạo, gọi là một cái món quà tinh thần không thể thiếu trong đời sống tâm linh, có nhân tặng cho quý vị cô bác anh chị em mình xa gần trong cái ngày Đức Thầy khai sáng đạo, đã đem cái nguồn chân lý đến để khai mở được tâm tánh cho mỗi con người trở về với lại cái bản tánh chân như của mình, để tất cả mọi người đều tìm được cái con đường giải thoát đúng như cái hoài bão của Đức Thầy là ta khuyên chúng viết ca giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng khắp tín đồ nghe cạn lời chớ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo để đắc đạo. Thì tới đây chúng em xin được dứt lời và xin cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của Huynh. Chúc Huynh cùng với gia đình luôn lúc nào cũng được tấn tài, tấn lợi, tấn bình an, tấn tu, tấn tiến để tấn sang Niết Bàn. Thôi bây giờ cho mình bổ sung thêm tí xíu nữa. Hồi nãy mình nói cái đoạn mà ngài không xứng bằng thầy.
không xưng bằng thầy, xưng bằng con. Nhưng ngược lại thì không ai kêu bằng con. Dạ. Không xưng bằng thầy, mà ai sư không à? Mà ai cũng kêu bằng thầy. Dạ. Ai cũng kêu sư. Với bằng ông. Phải không? Ông nói là coi như là hãy tìm kiếm cái không mới có. Dạ. Ông bỏ cái không hết thì ông bỏ hết tất cả, trở về không thì bây giờ ông được lại có dạ. Tất cả là ngài không xưng bằng thầy, ngài chỉ xưng bằng con. Nhưng mà người mọi người đều gọi bằng ngài bằng thầy, bằng sư. Dạ. Phải không? Thêm cái thứ hai nữa, ngài không cho ai lại, không kêu ai lại, nhưng mà người nào gặp cũng muốn lại hết á. Dạ. Muốn lại mà lại không được nữa chứ. Dạ. Thậm chí muốn lại không được, đi ngang gì muốn lại mà lại không được, ông đi rồi đâu lại được. Mà ông ngồi trong kia, thí dụ ngài vô ngồi trong đó thực ăn đi, mà quay lại muốn lại ngày sao ngày được. Bây giờ ngày ăn ngày quay vô trong, ngày không quay ra ngoài. Dạ. Mình coi kỹ đi. Mà bây giờ muốn cúng dường ngày cũng không cúng được nữa. Dạ, năm ơi. Dạ. Cúng không được nữa. Ngày tự đi xin ngày ăn không à. Bây giờ dạ. Cúng dường được. Mà nếu mà ngài nhận người này thì người kia không nhận, thì cuối cùng bị người ta thấy tiếc. Dạ. Là tôi làm đồ tôi cúng mà tại sao tôi cúng không được mà anh cúng được, phải không? Thì đó là thành ngài không nhận qua, ngài tới lúc nào đó ngài gặp ai ngài xin đủ duyên ngài xin người đó cái ngài ăn. Dạ. Là thuộc dạng xin đàng hoàng nha. Dạ. Còn hỏi nhận là cái này còn cho không, có cái này xin, ông đi xin rõ ràng, xin vừa đủ là ông ăn. Đó, ba cái đặc biệt là thứ nhất ngài không xưng bằng thầy. Dạ. Nha. Mà người ta gọi bằng thầy. Thứ hai ngài không kêu qua lại, mà bây giờ người ta nặng nỉ mà lại mà xin lại cũng không được nữa. Dạ. Không? Thứ ba là ngài không xin, nhưng cuối cùng người ta cúng dường cúng quá trời đủ thứ, nào là đưa giải đưa này kia, đưa nước suối rồi đưa hình như điệu lắm, đủ đó, đủ thứ. Dạ. Cô nó, nhưng mà ngài cũng không nhận. Đến một lúc nào đó ngài canh mà vừa tới vừa lúc gần ăn là ngày xin một miếng rồi ghé vô xin hai miếng rồi ăn liền, ăn vừa đủ no chứ không ăn để dành luôn. Mà nếu như ngày như vậy ha thì mình đỡ hao điện rồi lắm, tại tủ lạnh đâu có cần. Dạ. Đâu có cần giữ đồ ăn. Dạ. Thứ hai nữa là máy lạnh khỏi cần xài nữa. Dạ. Nó nhẹ không, mà hai cái này tuyệt vời, chỉ dạ. Cần hai cái tiết kiệm điện thôi. Dạ. Là hết ấy rồi. Dạ. Ra Di Đà Phật. Dạ. Mình chỉ nói mấy cái việc nhẹ nhẹ vậy thôi, có gì các dù gắn hỷ dùm cho A Di Đà Phật. Trước khi dứt lời, sư bá cũng xin cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác luôn được nhiều sức khỏe, thân tâm được an lạc, đạo quả cố chuyên cần chắc chắn sẽ đắc cầu sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.